How the World Cup Works Bởi Thành Lường Here's how it works. The 32 teams are placed into 8 groups of 4 Đây là làm thế nào mà cái giải thế giới diễn ra? 32 đội bóng sẽ được đặt vào trong 8 nhóm, một nhóm 4 người bốn đội. The teams in each group play each other once. Những đội trong một nhóm chơi với nhau một lượt. Those with the best records move into a 16 team elimination stage. At that point, teams will go home if they lose. Những đội với những cái thành tích tốt nhất sẽ đi vào trong cái nhóm 16 đội bị loại. Ở cái thời điểm này, những đội nào thua sẽ đi về nước. Most days we we'll have four games until the elimination stage begins. The first day with no game see December 7. The final game is December eighteenth. อันรูว